Hello, xin chào tất cả cô chú anh chị và tất cả các bạn nha. Hôm nay thì đến với video của mình làm một cái món là heo nướng da giòn nha mọi người, bằng lò nướng. Thì để biết cái phong cách làm và cái công thức làm như thế nào thì mọi người hãy cùng xem video này thật kỹ nha. Cảm ơn tất cả mọi người nè. Đầu tiên thì mình có một miếng ba chỉ rút xương, tùy theo gia đình ăn nhiều hay ít mà mình mua nha mọi người. Thì bây giờ á, mình bỏ muối vào đây nè, để mình rửa cho thật sạch đi cái miếng thịt của nó. Xong bắt đầu mình cạo, dùng cái dao mà bén cạo cho thật sạch hết lông của heo đi. Rồi bắt đầu mình sẽ rửa lại thêm một lần thứ hai nữa nè mọi người nha. Sau khi rửa thật sạch rồi thì mình để cho ráo nước. Mình chọn miếng thịt heo thì tùy theo mọi người nha. Mình chọn miếng này thì nó là da mỏng nè mọi người, tức có nghĩa là heo non nha. Đó, nhìn rất là ngon luôn. Còn sau đây là những cái nguyên liệu mà mình sử dụng nè. Mình cho vào đây 2 muỗng cà phê ớt bột Hàn Quốc, 2 muỗng cà no, 1 miếng chanh nè, để mình dùng làm quét da heo cho giòn nha mọi người. Bột tỏi nè, 1 muỗng cà phê bột tỏi nè, 1 muỗng cà phê ngũ vị hương nè, 4 muỗng nước tương nè, và 1 muỗng dầu hào Maggi. Bây giờ thì mình bắt nước lên để luộc cái thịt heo này. Thịt heo này mình luộc thì mình cho nước, cái phần nước á, nằm cỡ sắp sắp ở dưới thôi, không cần cho ngập mặt thịt đâu nha mọi người. Tại vì mình chỉ muốn luộc cái phần da cho nó chín thôi. Để mình lát nữa mình quét chanh với muối lên thì phần da nó sẽ được rất là giòn nha mọi người nha. Rồi, bây giờ thì mình luộc thịt thôi. Hãy cho một miếng muối vào đây nha mọi người. Bây giờ thì mình làm cái nước sốt để mình ướp thịt. À, những cái hỗn hợp lúc nãy nè mọi người. 2 muỗng cà phê đường nè, 2 muỗng cà phê ớt bột Hàn Quốc nè, rồi 1 miếng chanh để mà mình dùng để quét lên da, 1 muỗng ăn canh dầu hào Maggi, 4 muỗng nước tương, 1 muỗng cà phê bột tỏi, 1 muỗng cà phê ngũ vị hương. Rồi mình sẽ cho trộn đều tất cả các nguyên liệu này lại với nhau và mình trộn nó lên nha mọi người nha. Mình cho 1 muỗng muối vào đây, 1 muỗng cà phê muối vào đây. Mình nặn hết miếng chanh này vào. Đó, sau khi nặn chanh vào rồi thì mình cũng khuấy đều lên như tất cả các hỗn hợp. Cái này á, là mình để mình quét cái da heo của mình. Bây giờ á, thì mình gạt sang một bên để mình lấy cái đồ đâm này nè. Mình xăm cái da heo cho nó thủng lỗ. Để một lát nữa mình quết cái chanh và muối lên thì nó sẽ thấm vào nha mọi người nha. Dùng một miếng khăn sạch lau đi hết cái phần mỡ mà tiết ra từ cái miếng da heo vừa rồi mình mới đâm đó mọi người. Đó, mình lau cho nó sạch sẽ để khi mình quét cái hỗn hợp chanh và muối lên thì sẽ thấm vào cái miếng da heo của mình nha. Mình không có cây cọ nên mình sử dụng cái bàn chải mới nè mọi người. Mình quậy đều cái hỗn hợp chanh và muối lên để một lát nữa mình sẽ quết lên cái da heo này cho nó giòn nha mọi người nha. Bây giờ thì mình khứa miếng thịt ra. Đó, mình khứa theo một cái đường như nhỏ nhỏ như vậy nè mọi người. Mình khứa tới phần lớp gần đụng lớp da nha mọi người. Đó, xong bắt đầu mình lau khô miếng thịt lại. Miếng này mình cũng vậy luôn, mình cũng sẽ khứa ra cho nó đều ra hết để một lát khi mà mình ướp gia vị á thì nó sẽ thấm vào trong miếng thịt luôn nha mọi người nha. Đó, bây giờ đã hoàn thành rồi nè mọi người. Đó, mình khứa như thế này nè mọi người, nhìn cho kỹ nha. Đó, để mình ướp vào cái nó thấm vào trong luôn nha mọi người. Bây giờ thì mình ướp đây mọi người. Mình chế cái hỗn hợp đó vào những cái đường này nè. Đó, xong mình mới chà, lấy tay mình chà, mình sử dụng tay luôn. Đeo bao tay vào thì nó hơi khó làm một tí nè mọi người. Mọi người muốn làm kiểu nào cũng được nè. Mình massage cho cái phần thịt này nó thấm đều vào hết. Nhưng mà mình chỉ tha phần thịt thôi nha. Không có tha vào cái phần da nha. Cái phần da là mình để mình quét chanh và muối lên nhé mọi người. Ok, rất là ổn. Bây giờ thì mình thấy cái miếng thịt mình rất là hấp dẫn. Đó,
thì mình để trong ngăn mát tủ lạnh khoảng 1 tiếng 2 tiếng đồng hồ gì đó cho miếng thịt mình nó được ngấm vào các gia vị. Bây giờ thì mình đem ra để mình tha cái phần chanh và muối lên phần da của da heo nha mọi người. Đây, mình có cái khay, mình đổ một miếng nước lên, mình có chùm một miếng giấy bạc và mình sẽ bỏ vào cái lò nướng. Tác dụng của nó là để cho miếng thịt của mình ở dưới nó sẽ không có được bị khô, ăn rất là ngon luôn. Rồi bây giờ thì mình bỏ thịt vào thôi. Các bạn nhìn thấy rất là hấp dẫn nha các bạn nha. Rồi mình lau cho nó sạch sẽ luôn cái lò của mình nè. Bây giờ á thì đóng nắp lại thôi mọi người ơi. Cái đầu tiên của mình á thì mình sẽ chỉnh lửa trên và dưới luôn nha mọi người. Và mình đi trong thời gian là 40 phút với nhiệt độ là 200 độ. Sau khi đã đủ 40 phút rồi thì bây giờ mình mở lò ra và quét lên cái phần da đó một lớp nữa nha mọi người, một lớp chanh và muối đó. Để một lát nữa thì mình sẽ nướng tiếp nè. Tại vì mới có một lần đầu thôi. Bây giờ đưa vào lò. Ok mọi người nha. Rồi đó, những cái mỡ nó nhiễu xuống đó thì một lát nữa mình sẽ tận dụng mình làm nước chấm luôn. Và đây, lần thứ hai thì mình sẽ đi lửa cũng 200 độ nha mọi người. Và lần này thì 50 phút. Đây, lần này là lần thứ ba. Thì sau khi 50 phút đã trôi qua thì các bạn bây giờ đã thấy rồi đó. Cái miếng da của mình nó đã chuẩn bị bong lên rồi. Mình sẽ quét thêm một lần nữa chanh và muối lên trên da của nó. Nhìn rất là hấp dẫn nè mọi người nha. Đậy nắp lại và lần này thì mình chỉ đi lửa trên thôi vì bây giờ thịt đã chín và mình chỉ cần cho cái lớp da nó nổ được giòn trong vòng 40 phút là 200 độ nha mọi người. 40 phút đã trôi qua và mình nhìn thấy cái miếng da là rất là giòn rồi mọi người ha. Chưa tới 40 phút nữa nhưng mà mình phải canh cái miếng thịt của mình tùy theo lò của mỗi nhà này mọi người nha. Đó, bây giờ mọi người thấy không? Cái miếng da của nó nhìn rất là hấp dẫn, nổ cực kỳ đều luôn nè mọi người ơi. Cái này ăn là giòn tan luôn, không thể chê vào đâu được. Cái nước thịt đổ xuống khay thì mình bỏ ra, mình tận dụng để làm nước chấm nha mọi người. Mình cắt bớt dầu đi và cho vào đây là 3 giá nước tương, 3 giá hay 4 giá gì đó thì tùy vào mọi nhà mọi người nha. Đó, xong bắt đầu mình có một miếng tỏi phi sẵn rồi, bắt đầu mình bỏ vào đây luôn cho nó tăng thêm hương vị thơm nè. Kế đó là mình cho một muỗng dầu hào Maggi và một muỗng hai muỗng canh gì đó tương ớt, hai muỗng đường vào để mình cho tăng thêm cái màu cho đẹp nha mọi người nha. Cắt vài trái ớt vào nữa thì còn gì bằng. Đây, mọi người nhìn rất là hấp dẫn đó. Sau khi đã xong thì mình chế ra chén và dùng thôi mọi người. Đó, mọi người nhìn thấy sền sệt, nhìn rất là hấp dẫn nè mọi người nha. Bắt đầu cắt miếng thịt ra và ăn thôi mọi người nha. Mình chỉ cần nhìn miếng thịt của mình thôi là mình muốn chảy nước miếng rồi. Thật là ngon khi với một cái công thức nướng thịt như thế này. Da rất là giòn, sền sệt luôn mọi người nha. Mọi người cứ nhìn cái miếng thịt thì mọi người sẽ biết nhé. Đó, miếng thịt rất là hấp dẫn nè. Bây giờ thì tùy vào mọi người muốn cắt miếng thịt nhỏ hay to mà ăn thôi. Mình trưng cho mọi người xem thì mình cắt miếng thịt hơi to một tí. Ai muốn ăn như thế nào thì ăn. Cái miếng da mọi người nhìn thấy không? Rất là giòn luôn, ngon cực kỳ nè mọi người nha. Hãy làm theo cái công thức của mình để có một cái món heo quay da giòn nướng bằng lò nướng nha mọi người. Nếu mọi người thấy hay thì hãy cho bếp đàn ông xin một like, một đăng ký kênh nếu ai chưa đăng ký, và hãy chia sẻ kênh để cho tất cả mọi người cùng biết để xem video của mình nha. Cảm ơn tất cả mọi người. Cách làm và nguyên liệu thì bây giờ mình sẽ để dưới phần mô tả của kênh nếu bạn nào muốn tham khảo. Cảm ơn và hẹn gặp lại mọi người ở video sau nha.